Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 14. Chúng ta sẽ học về key signature. Phần đóng khung sẽ được ghi rằng trong bản nhạc này, dấu thăng sẽ được chỉ dẫn như là một dấu hóa biểu. Vậy thì tất cả nốt pha sẽ được thăng lên và đây chính là dấu hóa của giọng son trưởng. Đây là dấu pha thăng được viết khóa son, còn đây là dấu pha thăng được viết ở khóa pha. Vậy trong bản nhạc này, các con bắt gặp được nốt pha thì chúng ta sẽ chơi phím pha thăng nhé, chúng ta không chơi phím pha thường. Ở bản nhạc này có hai trang. Bây giờ trước tiên cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc trang số 14 trước. Ở bài học này, khóa son này chúng ta hoàn toàn nghỉ dấu lặng, còn khóa pha sẽ xuất phát đầu tiên. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu với khóa pha trước nhé. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều và cô đọc. 1, 2, 3, si 2, 3, la 2, 3, son 2, 3, 1, 2, 3, si 2, 3, la 2, la son 2, 3, 1, 2, 3, si 2, 3, la 2, 3, son 2, 3, 1, 2, 3, si 2, 3, la 2, la son 2, 3, 1, 2. Rồi, thế thì đây là phần nốt của khóa pha. Còn phần nốt của khóa son thì như thế nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn này. 1, 2, 3, re 2, 3, đô 2, 3, si 2, 3, 1, 2. Re 2, 3, đô 2, đô si 2, 3, 1, 2. Đó là phần nốt của khóa son và khóa pha. Ở trang tiếp theo của bài Three Blind Mice thì chúng ta sẽ sang trang 15 nhé. Ở trang này chúng ta sẽ có nốt nhạc đầu tiên. Chúng ta vừa mới nghỉ 1, 2 ở trang bên cạnh thì chúng ta cần phải đọc luôn cái nốt này. Và sang trang này thì cô lại hướng dẫn cho các con đọc nốt khóa son trước. 1, 2. Rê son, son fa mi fa son, son rê. Rê son, son fa mi fa son, son rê. Rê son, son fa mi fa son, son rê. Mi. Rồi, phần này nghỉ hoàn toàn của khóa son. Bây giờ thì khóa pha sẽ ra sao? Mình đang 1, 2 và đến dấu lặng nhé. 1, 2, lặng. Si 2, 3, đô 2, 3, si 2, 3, 1, 2, 3, si 2, 3, đô 2, 3, si 2, 3, 1, 2, 3, si 2, 3, đô 2, 3, si 2, 3, 1, 2, 3, si 2, 3, la 2, 3, son 2, 3, 1, 2, 3. Như vậy, cô Hoàng Vân vừa hướng dẫn xong cho các con đọc nốt nhạc đối với nốt của khóa son và khóa pha. Sau đây thì cô sẽ làm mẫu ở trên phím đàn, các con cùng quan sát nhé. Ở bài Three Blind Mice này thì có hai trang. Như vậy thì cô sẽ tách ra hướng dẫn cho các con từng trang. Và đến khi cuối cùng thì cô mới chơi hai trang này thành một bài để cho các con dễ hình dung nhé. Rồi đối với trang thứ nhất thì tay phải của chúng ta sẽ nghỉ dòng đầu tiên. Còn tay trái thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Và có một điểm lưu ý là bài này có dấu pha thăng ở ngoài hóa biểu. Như vậy thì nếu nốt pha mà có xuất hiện thì các con chơi pha thăng nhé. Bây giờ phần đầu tiên của bài này là khóa pha. Như vậy cô sẽ chơi khóa pha riêng và cô sẽ chơi trang 14 trước nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, si 2, 3, la 2.
phần tay phải thì chúng ta chỉ có một dòng thôi. Chúng ta sẽ đặt nốt re bằng ngón số 3 giống như được chỉ dẫn nhé. Bây giờ cô lấy nhịp và chơi luôn vào dòng thứ 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Re 2, 3, Do 2, 3, Si 2, 3, 1, 2, 3. Re 2, 3, Do 2, Do Si 2, 3, 1, 2. Đó là phần của khóa son. Bây giờ thì cô sẽ ghép hai tay đối với trang 14 trước tiên. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si 2, 3, La 2, 3, Son 2, 3, 1, 2, 3. Si 2, 3, La 2, La Son 2, 3, 1, 2, 3. Phần ghép hai tay của trang 14. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các con từng tay và ghép hai tay ở trang 15. Cô sẽ chơi tay phải trước nhé. Chúng ta đang dừng ở 1, 2 ở trang 14 đúng không? Và sau 1, 2 đó là chúng ta sẽ chơi luôn nốt nhạc đầu tiên. 1, 2. Điểm lưu ý một chút đối với khóa son, phần tay phải ở trang này là các con sẽ dịch chuyển tay từ vị trí này sang vị trí nốt re, các con đặt ngón 1. Đấy, như vậy là chúng ta phải nhanh tay để di chuyển nhé. Bây giờ thì cô sẽ làm với phần khóa pha. Cô cũng đếm như vừa rồi. 1, 2, lặng. Si 2, 3, Do 2, 3, Si 2, 3, 1, 2, 3, Si 2, 3, Do 2, 3, Si 2, 3, 1, 2, 3, Si 2, 3, Do 2, 3, Si 2, 3, 1, 2, 3, Si 2, 3, La 2, 3, Son 2, 3, 1, 2, 3. Sau đây thì cô sẽ chơi hai tay ghép cùng với nhau. Cô sẽ đặt vào tay phải và tay trái lên. Tay phải nốt re ngón 1, tay trái nốt si ngón 3, chuẩn bị này. 1, 2. Chơi hai tay của trang số 15. Tiếp theo thì cô sẽ chơi cùng với lại nhạc tốc độ chậm và nhanh. Đương nhiên là cô sẽ chơi cả bài, cả hai trang. Bây giờ các con cùng nghe nhé. Bài lấy nhịp khá là nhanh đấy nhé. Thì các con lưu ý cái phần lấy nhịp chơi cho thuần thục với tốc độ chậm. Rồi các con tăng được lên tốc độ nhanh thì các con hãy chơi cùng với lại nhạc beat nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you.
Bản nhạc này thì chúng mình chỉ chơi một lần thôi nhé, từ đầu cho đến cuối là hết nhạc rồi, không cần phải quay lại nhé. Bây giờ thì cô sẽ chơi ở tốc độ nhanh này. 1, 2, 3. Cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con tổng thể của bài Three Blind Mice. Các con luyện tập bản nhạc này nhé. Phần hơi khó là phần chơi cùng với nhạc beat vì tốc độ nhanh và có sự thay đổi vị trí tay trên phím đàn. Vậy thì các con hãy kiên trì luyện tập từ chậm rồi tăng dần tốc độ lên. Chúng ta nên chơi chậm và giữ được sự ổn định và chính xác nốt nhạc. Điều đấy tốt hơn rất nhiều nhé. Cô chúc các con luyện tập bài này thành công. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học sau.